hai đời, ly hôn rồi lại còn đòi quay trở lại sống thử với chồng cũ. Con định diễn hài kịch đấy à? Sao? Chuyện mẹ con nói là thật à? Con với thằng Hương định... Con xin lỗi vì đã để ba mẹ phải biết theo cách này ạ. Ba vẫn còn nhớ, trước đây ba từng nói nếu không hợp nhau là lý do ly hôn thì thật là nhớ giận. Lúc đó hai đứa tụi con cứ khăng khăng nói là nếu sống với nhau thì không thể có hạnh phúc. Có đúng vậy không? Hai đứa còn nói ly hôn để sau này bớt ghét nhau thêm. Hai đứa cương quyết lắm mà. Ba, đến bây giờ bọn con mới hiểu, không muốn phải ghét nhau thêm là bởi vì bọn con không muốn gây ra tổn thương cho nhau nữa. Và bọn con vẫn còn tình cảm với nhau ạ. Khó khăn lắm bọn con mới có thể quay lại được với nhau. Mặc dù thời gian xa nhau cũng thực sự cần thiết, vì phải có thời gian đó thì con mới hiểu con vẫn còn nhiều thiếu sót và ích kỷ như thế nào. Còn có gì thiếu sót? Thiếu sót cái gì? Sao tự dưng giờ lại lôi cái sai về mình thế nhỉ? Vừa mới chui ở tổ kiến lửa ra, giờ lại muốn đưa đầu vào để cho nó đốt à? Mẹ, thế bây giờ định thế nào? Định cưới lại à? Không ạ. Trước mắt thì bọn con vẫn muốn hẹn hò với nhau như thế này đã. Giống như giới trẻ bây giờ vẫn nói là sống thử ấy ạ. Con biết hôn nhân là phải chịu trách nhiệm với chồng và cả với gia đình nhà chồng. Tuy nhiên với gia đình bên đó thì con vẫn chưa đủ dũng cảm và tự tin. Làm gì thì cũng phải nghĩ đến cha đến mẹ, khóc hết nước mắt khi các con ly hôn. Tất cả đâu phải trò đùa. Mà các anh các chị, tưởng các anh các chị còn trẻ trung lắm hả? Hai đời ly hôn rồi lại còn đòi quay trở lại sống thử với chồng cũ. Con định diễn hài kịch đấy à? Mẹ, đúng vậy, ba cũng thấy là không hợp lý. Chúng ta không thể suy nghĩ vô trách nhiệm như vậy. Tuổi tác không chỉ là con số mà nó còn liên quan đến chuyện sanh con rồi chăm sóc con cho đến tuổi trưởng thành nữa. Con hiểu ạ. Nhưng bây giờ bọn con chỉ mong là được làm những điều mà mình muốn. Khó khăn lắm bọn con mới được hạnh phúc như bây giờ. Con xin ba mẹ đấy ạ. Không, mẹ không đồng ý. Mẹ, con lúc nào cũng làm theo ý mình, tưởng thế là hay lắm hả? Con xin mẹ đấy ạ. Mẹ không đồng ý. Con người ta đâu dễ gì thay đổi được. Người ta có câu ấy, khi muốn kết thúc điều gì thì hãy nghĩ đến lý do bắt đầu. Còn con ấy, con hãy nghĩ đến những lý do khiến con muốn từ bỏ ấy. Mẹ, mẹ nói chuyện với con lát đã. Mẹ, đổi chuyện có ý đã nhức đầu rồi. Bây giờ không biết xảy ra chuyện gì nữa đây.